Thưa quý vị, câu chuyện sai lỗi chính tả trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 đã gây ra sự tranh luận trong những ngày qua. Theo đó, bài Chiếu rời đô, sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 2, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, mới đây trong phần tác giả đã gây bất ngờ cho giáo viên học sinh khi chú thích nói đến tác giả là Lý Công Uẩn, tức vua Lý Thái Tổ, thì tất cả các chữ chỉ tên vị vua này đều chuyển từ y dài sang y ngắn. Trao đổi với phóng viên Chào buổi tối chiều ngày hôm nay, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng về sự việc này. Liên quan đến câu chuyện này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam viết Lý Công Uẩn chữ y dài thành Lý Công Uẩn chữ y ngắn trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 là chưa đúng quy định. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã quy định cụ thể, chi tiết về từng trường hợp. Do đó, khi áp dụng quy định này, các nhà xuất bản, ban biên tập sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông cần đối chiếu, xem xét vấn đề toàn diện. Có những vấn đề về lịch sử phải hết sức thận trọng, chuẩn mực, thuyết phục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có ý kiến phản hồi, đồng thời sẽ chỉ đạo nhà xuất bản có hướng khắc phục phù hợp. Theo một số giáo viên tại Hà Nội, y dài hay y ngắn không chỉ là băn khoăn của học sinh mà còn của chính các giáo viên. Thậm chí nhiều giáo viên cũng không biết nói cho học sinh đáp án nào là chính xác. Bởi lẽ cho rằng y dài mới là đúng, nhưng lại phải dạy học sinh là y ngắn vì giáo viên phải dạy theo đúng y ngắn trong sách giáo khoa. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, tại quốc lộ 91 đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Theo đó, mảng đất lớn đã sụp xuống sông Hậu, đoạn dài khoảng 40 mét, ăn sâu vào khoảng 1/3 mặt đường. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện tượng rạn nứt, sạt lở mặt đường tại quốc lộ 91 là do thay đổi dòng chảy, xói sâu dưới lòng sông Hậu. Theo đó, về hiện tượng rạn nứt mặt đường quốc lộ 91 cũ đoạn đi qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, với chiều dài khoảng 20 mét, bề rộng từ 0,1 đến 1 cm. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện tượng rạn nứt sạt lở này là do thay đổi dòng chảy, xói sâu dưới lòng sông Hậu. Đây vừa là quá trình tự nhiên, đồng thời là hệ quả của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xây dựng thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong. Khẳng định việc sạt lở quốc lộ 91, địa phương đã nắm được thông tin và tổ chức kiểm tra hiện trường. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, đoạn tuyến quốc lộ 91 qua xã Mỹ Bình, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã được điều chỉnh sang tuyến mới, đảm bảo giao thông của quốc lộ 91 luôn thông suốt an toàn. Tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo truyền thông hưởng ứng chiến dịch Điều dưỡng ngày nay, Nursing Now, do Hội Điều dưỡng Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức. Năm 2020 được lựa chọn là năm quốc tế về điều dưỡng và hộ sinh nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ này trong việc đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ về việc duy trì một thế giới khỏe mạnh, đặc biệt là vai trò của họ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Lực lượng này chiếm gần 50% nguồn nhân lực y tế, là đội ngũ trực tiếp chăm sóc và tiếp xúc nhiều nhất với người bệnh. Tuy nhiên, điều dưỡng hộ sinh chưa được quan tâm đúng mức. Tại Việt Nam, tỷ lệ trung bình điều dưỡng trên 1 vạn dân chỉ đạt 11,4 người, thấp hơn một nửa so với khuyến cáo của WHO. Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 40-50.000 điều dưỡng. Điều này sẽ khiến cho công tác khám, điều trị bệnh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức dân số già. Mục tiêu mà ngành y tế đặt ra trong những năm tới đó là cần phải tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ này, tiến tới đảm bảo tỷ lệ trung bình 25 điều dưỡng trên 1 vạn dân vào năm 2025. Thưa quý vị, tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, sinh kế của nhiều nông dân nuôi trồng đánh bắt thủy sản ở huyện Xuyên Mộc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đoạn sông Lô ở đây bị bồi lấp nặng nề. Cụ thể, đoạn sông Lô dài gần 10 km, rộng 5-6 m, nằm trọn vẹn ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, là nơi mưu sinh của người dân địa phương với hàng chục đùng nuôi tôm cá. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cửa sông Lô bị bồi lấp khiến nước từ ngoài biển không chảy vào được, còn nước từ thượng nguồn đổ về cũng không thể tiêu thoát ra biển. Từ đó nguồn lợi từ nuôi tôm ven sông Lô mất dần. Nhưng đáng lo ngại hơn là dòng sông còn trở thành mối họa cho hàng trăm hộ dân ở quanh sông khi thường xuyên gây ngập úng nhà ở. Gia đình ông Phúc có hơn 20 năm nuôi tôm cua nước lợ trên sông Lô này. Từ năm 2005 trở về trước, ông cùng nhiều hộ dân nơi đây có cuộc sống ổn định với thu nhập mỗi năm từ 100 đến 200 triệu đồng. Kể từ khi cửa biển vào sông Lô bị bồi đắp, nguồn kinh tế này đã không còn. Bây giờ là nói đúng ra hồi cái lúc mà sông Lô nó còn đồ này nọ nó suôn sẻ, đồ này nọ nước lên, đồ này nọ nuôi trồng thủy sản thì nó được kết quả nó được. Mà bây giờ sông vậy nuôi nó khó khăn quá, còn mất cái nguồn nước nó không được thông thường cho bà con thì từ cái đó là bà con cũng thất thu cho cái quyền lợi của bà con nhân dân trong cái ấp này.
Đáng lo ngại hơn, từ năm 2012 đến nay, mỗi khi mưa bão đến, khu vực này trở thành khu vực trọng yếu, buộc phải di rời hàng trăm hộ dân vì dòng sông bị bít kín, khiến cho nước từ thượng nguồn đổ về, không còn đường tiêu thoát. Thứ nhất là mưa lớn xuống ngập nhà người ta hết. Thứ hai nữa là nó bể hồ. Thứ ba là không có nước, nguồn nước mặn để mà ta nuôi trồng thủy sản nữa. Năm nào cũng thế. Cứ mỗi mùa mưa bão là phải tuyên truyền bà con nhân dân chuẩn bị. Như này là nói chung là cũng làm ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái phát triển kinh tế và đời sống của bà con. Hiện huyện Xuyên Mộc đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét phân bổ vốn nạo vét sông Lô, gỡ khó cho bà con. Trong khi chờ đợi, hàng trăm hộ dân vẫn đang canh cánh với nỗi lo di rời khi mùa mưa bão đã cận kề. Việc người nông dân bỏ hoang ruộng đồng, không canh tác là câu chuyện đã diễn ra từ nhiều năm nay tại các địa phương, khu vực miền Trung. Tình trạng này đang có xu hướng lan rộng, đặc biệt trong vụ hè thu năm nay, khi mà nhiều vùng đất nông nghiệp gặp khó khăn về nguồn nước tưới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đường Dây Nóng tại tỉnh Quảng Nam. Cỏ dại mọc tùm, vốn là bờ sôi ruộng mật. Thế nhưng nhiều năm nay, hơn 30 hectare đất lúa tại đây bị bỏ hoang như thế này. Thu nhập bấp bênh, chuột bọ cắn phá, hàng năm mấy tháng thiếu nước, khô hạn, nên nông dân không mặn mà với đồng ruộng như trước. Cái ruộng này lắng bậc thang nhiều, cho nên là về vấn đề nước non lắng không ổn định, cho nên là dân ở làm là bị thiếu nước. Cái thứ hai nữa là vấn đề mùa màng là có chủ làm, có chủ không. Cho nên chuột bọ phá cho nên. Rồi đây, đài bò 30 hơi mỏng, bên kia 30 hơi mỏng nữa, trên kia nữa, còn điện nó bét trên kia nữa, bỏ hết. Còn vô trong kia quá, đó trừ má đoạn cà đó là trừ hết đoạn lộn có một nửa thôi, còn dưới đường này là toàn bộ là bỏ hết. Tình trạng cũng tương tự với gần 40 hectare ruộng tại phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Mặc dù được nhà nước đầu tư đường, kênh mương nội đồng bài bản, nhưng người dân tại đây vẫn quyết định không sản xuất vụ thứ hai liên tiếp. Họ vẫn đang cấy làm ruộng. Sau khi thì họp chốt lại, gần đây là cách năm ngày, chốt lại bà con là có vụ này họ vẫn thống nhất, không sản xuất. Tuy chưa có thống kê chính xác, nhưng tại xã Điện Bàn có đến cả trăm hecta đất lúa bị bỏ hoang trong vụ hè thu năm nay. Trước tình trạng này, bên cạnh việc hỗ trợ giống, phân bón, các địa phương đang vận động người dân không bỏ ruộng. Kể cả những cái diện tích mà bỏ hoang lao á, mà mấy anh làm đất anh thấy khó thì phường cũng tạo cơ chế hỗ trợ. Không chỉ tại Quảng Nam, tình trạng bỏ hoang ruộng đất tại miền Trung hiện khá phổ biến. Nguy cơ gia tăng diện tích bỏ hoang trong vụ hè thu này là rất lớn, bởi theo dự báo, nhiều diện tích đất lúa sẽ gặp khó về nguồn nước tưới. Vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 6 tới tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn được 201 tác phẩm vào vòng chung khảo. Năm nay, ban tổ chức liên hoan đã nhận được 314 tác phẩm dự thi, trong đó có 77 phóng sự, 66 chương trình phát thanh chuyên đề talk show, 53 phỏng vấn, 47 câu chuyện truyền thanh, 41 chương trình phát thanh tiếng dân tộc và 30 chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần này có 6 thể loại tham dự, tăng 1 thể loại so với các kỳ trước, gồm phóng sự không quá 7 phút, phóng sự điều tra nhiều kỳ tối đa 30 phút, phỏng vấn tối đa 5 phút, chương trình câu chuyện truyền thanh từ 28 đến 30 phút, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show từ 28 đến 30 phút, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc từ 28 đến 30 phút, chương trình phát thanh trực tiếp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vòng sơ khảo không tổ chức họp trực tiếp mà các giám khảo chấm trực tuyến. Ban tổ chức thành lập 5 tiểu ban chấm các vòng chung khảo, tiểu ban phóng sự và phỏng vấn, tiểu ban câu chuyện truyền thanh, tiểu ban chương trình chuyên đề, tiểu ban chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc, tiểu ban chương trình phát thanh trực tiếp. Dự kiến, hội đồng chung khảo sẽ chấm và trao 20 giải vàng, 53 giải bạc, 72 giải đồng, 82 bằng khen và ngoài ra còn có 6 giải cho người dẫn chương trình. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 20 giờ tối 25 tháng 6 năm 2020. Liên hoan phát thanh toàn quốc diễn ra 2 năm một lần. Liên hoan năm nay hứa hẹn sẽ quy tụ nhiều tác phẩm phát thanh ấn tượng phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước trong thời kỳ mới. Và để hiểu rõ hơn về kỳ liên hoan phát thanh toàn quốc lần này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên VTC và ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Ông có thể chia sẻ cái ý nghĩa lớn nhất mà các kỳ liên hoan phát thanh mang đến cho đội ngũ những người làm báo phát thanh trên cả nước đấy là gì thưa ông? Đây không chỉ là một cái sân chơi cho những người làm phát thanh trong cả nước, mà là còn một cái ngày hội, một cái đợt sinh hoạt nghiệp vụ, phải nói là hết sức có ý nghĩa. Trong các khuôn khổ liên hoan thì Đài Tiếng Nói Việt Nam bao giờ cũng tổ chức các cái hội thảo nghiệp vụ, hội thảo từ về kỹ thuật, hội thảo về mặt nội dung, hội thảo cả các hội thảo quốc tế, rồi các triển lãm kỹ thuật công nghệ phát thanh tiên tiến, thì để cho các cái đài phát thanh truyền các tỉnh, rồi các đơn vị biên tập của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nói chung là những người làm phát thanh trong cả nước, có một cái đợt sinh hoạt nghiệp vụ và qua đó thì sẽ điều chỉnh các cái chương trình phát sóng, các chương trình phát thanh của mình để hướng tới một cái phát thanh hiện đại. Ông có thể chia sẻ những nét mới của kỳ liên hoan phát thanh năm nay khi mà cái sự kiện quan trọng này được tổ chức trong cái bối cảnh là dịch Covid-19 vẫn còn đang tiếp diễn ở nhiều nước trên thế giới thưa ông? Chủ đề của liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm nay, chúng tôi lấy một chủ đề là phát thanh đổi mới và đa dạng. Trong cái thời kỳ cạnh tranh thông tin khốc liệt hiện nay thì mỗi một cơ quan báo chí, mỗi một loại hình báo chí muốn tồn tại phát triển thì chắc thì anh phải đổi mới. Đổi mới kể cả nội dung, cách tiếp cận vấn đề. Một cái chương trình phát thanh nó hội tụ rất nhiều yếu tố đấy. Không chỉ có cái nội dung không mà còn có người dẫn chương trình, có kể cả vai trò của đạo diễn, rồi có vai trò của kỹ thuật. Thành ra là chúng tôi đặt cái chủ đề là phát thanh phải đổi mới và đa dạng để làm sao mà sẽ tự đúc rút cho mình được những cái kinh nghiệm trong cái hoạt động nghiệp vụ. Trước đây thì trong cái khuôn khổ liên hoan là ban tổ chức cũng đã làm việc với lại ABU để tổ chức một cái lớp tập huấn nghiệp vụ do các cái giảng viên của ABU người ta đứng lớp. Cộng với đấy là những cái hội thảo mà có các cái chuyên gia hàng đầu của phát thanh trên thế giới cùng tham gia. Thì tuy nhiên là do cái dịch này thì chúng ta vẫn làm hội thảo quốc tế nhưng mà sẽ trực tuyến. Đến năm 2013 thì chúng ta tổ chức gồm có 5 thể loại, đến kỳ này thì có 6 thể loại, thêm thể loại phỏng vấn. Năm nay thì cũng sẽ có những cái giải cho những người dẫn chương trình. Thì hiện nay thì có 30 cái chương trình phát thanh trực tiếp tham gia. Thế và đặc điểm của các cái chương trình phát thanh trực tiếp là các cái đài tỉnh hoặc các đơn vị biên tập của đài khi làm thì đều tổ chức phát sóng trực tiếp. Ông đánh giá như thế nào về thế mạnh của phát thanh so với các loại hình báo chí khác trong cái đợt mà chúng ta tuyên truyền về dịch Covid-19 vừa qua thưa ông? Mỗi một cái loại hình truyền thông đều có một cái thế mạnh riêng của mình. Trong và tùy cái giai đoạn lịch sử thì cái thế mạnh đó được phát huy như thế nào. Đối với phát thanh Việt Nam trải qua gần 75 năm thì Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn luôn luôn phấn đấu để làm sao là luôn luôn là cái người bạn gần gũi với lại công chúng. Đài Tiếng Nói Việt Nam thì lấy cái mục tiêu là đảm bảo vừa nhanh, nguồn chính xác, nguồn tin chính thống, đáng tin cậy và phải hấp dẫn. Và trong một số cái thời điểm đặc biệt, thí dụ như là cái dịch đại dịch Covid vừa rồi, thế hoặc là qua các cái kỳ gọi là thiên tai, có những cái vùng thì cái thông tin đối với bà con đến với bà con gần như duy nhất là phát thanh. Thế chúng ta đều biết là hiện nay như phát thanh Việt Nam là có 4 cấp. Đài phát thanh ở cấp trung ương, rồi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, rồi đài cấp huyện và cấp xã. Thì hiện nay phải nói là hiệu quả cái tuyên truyền, đặc biệt là như cái dịch bệnh Covid vừa rồi. Ngoài cái cung cấp thông tin, hướng dẫn thông tin còn là cái công cụ điều hành để mà điều hành bà con nhân dân trong cái đợt dịch vừa rồi, cũng rất tốt. Nhất là cái đợt mà gọi là cách ly xã hội thì phải nói rằng là cái lượng người thính giả đến với Đài Tiếng Nói Việt Nam tăng lên rất là nhiều. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam là thành viên của cái Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh. Và luôn luôn trong các kỳ họp thì chúng tôi bao giờ cũng được chính phủ, được các bộ ngành đánh giá rất là cao. Trong mấy tháng vừa qua thì cái số thông tin của thư rồi là cũng như gọi điện của nhân dân, của thính giả đến với Đài Tiếng Nói Việt Nam phải nói là tăng hơn rất nhiều.